Đó, ok. Xin chào anh chị. Bữa nay em có mặt tại quốc lộ 50. Thì địa phận này là ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì cái chỗ này nè anh chị. Chạy có tầm 1 km nữa, 2 km nữa là tới thị trấn Vĩnh Bình nha. Cái hướng ngược lại, chạy có tầm 300 m nữa là tới trường học. Thì cái địa phận này chạy tới thành phố Hồ Chí Minh chạy tầm 1 tiếng 20 phút đi xe. Cái hướng ngược lại luôn, cái hướng ngược lại thì chạy cỡ 15 16 cây là tới thành phố Mỹ Tho. Đó. Thì hôm nay em giới thiệu đến cho anh chị cái lô đất mặt tiền quốc lộ 50, hai mặt tiền nha anh chị, hai mặt tiền. Bề ngang là 15, bề sâu là 40 m. Đó, thì cái cột mốc chỗ này nè anh chị, từ chỗ này nha, từ ngay chỗ cái cột chỗ này xét cái nhà này luôn đó, đi qua đây. Đi qua đây là 15 m. Tới đây là 15 m. Thẳng là phía sau là 40 m, phía sau có cột rồi. Thì bây giờ anh chị theo em ra phía sau nha. Cái mảnh đất này thì cái mặt tiền bên đây thì nó cũng nhỏ chứ không có rộng anh chị. Hiển thị trên sổ thì cái đường nhỏ xíu à. Đó, tới đây nè anh chị. Đất của mình cao ráo rồi. Đất của mình nền cao rồi anh chị. Ra tới phía sau luôn là 40 m. Tổng hết diện tích cái này là gần 600 mét nha anh chị. 590 mấy mét đó, còn mấy mét nữa là 600 mét. Thì tới chỗ này nè. Cột mốc tới bên đây nha anh chị. Dài qua cái cột bên kia là coi như cái đường mương này là của mình đó. Cái đường mương phía sau là của mình, thoát nước thoát đầu. Thì cái cột mốc chỗ đó đó, em zoom gần lại cho anh em coi đi. Đó, cột mốc chỗ đó dài ra tới đây là cái miếng đất của mình. Miếng đất của mình có hai mặt tiền, một mặt tiền quốc lộ 50, một mặt tiền bên hông là 594 m. Coi như 6 mét nữa là 600 mét nha anh chị, có 200 mét thổ cư ở đây. Đất này thì hướng bắc anh chị. Chủ kêu bán 3 tỷ 800 triệu. Bớt anh chị chút lọc nhẹ nhẹ thôi nha, chủ không bớt thêm nữa. Tại vì em kêu chủ kêu xét giá rồi. Thì cái này thuộc địa phận của Gò Công Tây, nằm chính giữa của chợ gạo và Gò Công Tây. Thì cái hướng này anh chị chạy lên chợ gạo có tầm 3-4 cây nữa là tới. Coi như là 4 cây đi, 4 cây nữa tới chợ gạo. Cái mảnh này bề ngang 15 m, bề sâu vô 40 m. Thuận tiện cho anh chị về làm nhà kho nghỉ dưỡng, anh chị buôn bán cũng được. Thì anh chị mở gara ô tô, tiệm tóc, tiệm sửa xe, hay là mình mở cửa hàng ăn uống. Thì ở đây thuận tiện, rất là thuận tiện, anh chị mở cái gì cũng được. Bề ngang 15 m là rất là rộng luôn nha anh chị. Anh chị có thể về mua về các biệt thự cũng được, 600 m², về làm nhà vườn mặt tiền cũng được anh chị. Mặt tiền thì làm cái nhà vườn rất là đẹp rồi, 600 m² thì nói chung cũng tương đối ổn. Chứ nói chung làm nhà vườn thì cái diện tích này nó cũng còn quá nhỏ anh chị. Nhưng mà làm cái mặt tiền cỡ này thì cũng ngon, cũng hơi ổn chút xíu rồi. Chủ kêu bán với giá là 3 tỷ 800 triệu nha anh chị. Thương lượng một nhẹ nhẹ chứ không 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 bớt anh chị nhiều. Giống như thương lượng này xong bao anh chị làm sổ này kia. Thương lượng nhẹ nhẹ. Thì cái mảnh này đối diện cây xăng luôn, cây xăng Bảo Việt. Đó, ở phía trước thì xung quanh đây trường học nè. Chạy một chút xíu nữa tới trường học rồi. Chạy có tầm 2 km nữa
2 km nữa vô thị trấn Vĩnh Bình, chạy cỡ tầm mười mấy cây nữa là vô tới thị xã Gò Công đó. Thì cái lô đất này thì cái nền nó tương đối thì nó không cao bằng mặt lộ anh chị, nhưng mà nó cũng cao hơn, nhưng hơn cái mảnh đất khác rồi. Rồi em quay vòng vòng cho anh chị coi đi. Ở đây mình có 200 mét thổ cư nha anh chị. Ở đây mình không có dính đường điện cao thế gì hết á. Bên đây thì đất bên đây rất là đẹp. 3 tỷ 8. Có 200 thổ cư. Còn bao nhiêu đất cây lâu năm? Thì để em coi lộ giới đường này vô mấy mét anh chị. Lộ giới vô đường này vô cho em nghĩ chắc cũng cỡ 12-13 mét. Tại vì cuốn sổ này nó không có rõ nên em không thấy, nhưng mà em biết tại em quay nhiều nơi rồi. Vô 13 mét. Chính xác là 13 mét nha anh chị. Rồi, tới đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em. Rồi em xin chào.